Ngày 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với đối tượng Đàm Văn Hợp sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương do hành vi trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung. Đàm Văn Hợp thuộc diện F1 phải cách ly y tế tập trung tại trường Đại học Hải Dương. Tuy nhiên, đối tượng này đã trốn khỏi nơi cách ly vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 2. Sáng ngày 8 tháng 2, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Mai Toàn, 34 tuổi, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý hành vi buôn bán vận chuyển pháo lậu và vận chuyển tàng trữ vũ khí trái phép. Trước đó, vào đêm ngày 5 tháng 2, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Toàn có 12 bao tải và 3 thùng cắt tông có chứa nhiều loại pháo. Tổng trọng lượng của số pháo là hơn 2,3 tạ, cùng một khẩu súng ngắn và 4 viên đạn. Toàn khai nhận mua số pháo trên với giá 115 triệu đồng tại cửa khẩu Lệ Thanh rồi vận chuyển về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để bán kiếm lời. Về khẩu súng và 4 viên đạn, đối tượng cũng mua tại cửa khẩu Lệ Thanh với giá 20 triệu đồng để phòng thân. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng nữ giới có tuổi đời từ 20 đến 33 để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm gần 3 gam ma túy các loại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng với mục đích tổ chức tân niên. Hiện công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Ngày 7 tháng 2, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với 2 trường hợp đốt pháo hoa nổ. Tối ngày 4 tháng 2 vừa qua, sau khi ăn cơm, anh Hát, trú tại xóm 7 thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, được em trai là N đưa cho một hộp pháo hoa nổ để đốt. Anh N châm lửa đốt thì bị lực lượng công an huyện Sóc Sơn phát hiện. Tìm đến nhà anh Hát, công an phát hiện một vỏ pháo loại 36 quả. Tại cơ quan công an, anh Hát thừa nhận hành vi vi phạm của mình.